Chào toàn thể anh em nhé. Anh em biết tôi đang làm gì được không? Có nhìn rõ? Đó. Treo xong em, treo xong á. Cứ nhẹ thôi. Đấy, đẹp quá. Sắp đôi lên. Ừ. Không, lấy cái mười mình. Xê đấy hả kìa. Mở cửa ra đi ra đóng đi. Đây là đang pha thuốc tẩy giun cho đàn bully được 15 ngày tuổi. Đó. Mọi người lưu ý khi tẩy giun nhé, tẩy quá liều là chết cho con đấy. Đấy, khi mình sử dụng thì mình phải cân chó lên. Cái đàn này được 6 kg. Thế thì mình cho uống 1 viên trên 5 cân thể trọng. Đấy, pha nhỏ ra, chia ra để làm 5cc. Chia làm 5cc nhé. Rồi pha nước rồi bơm cho từng chú cún. Đây là thuốc mình đang dùng là hay dùng là Sanpet nhé. Nhà chỉ hay dùng loại này thôi. Quên rồi. Chó vừa mở mắt xong nó cũng đã tẩy luôn. Khi phát hiện mà cún nhiễm giun là cái ta phải tẩy ngay. Để lâu là sẽ là còi cọc mà chết chó con đấy. Nhai ra thì bơm cho nó đúng không? Đây nha. Chia đều nha. Chia đều nha. Rồi, một con. Đấy, căn theo cữ nhá. Không bao giờ phải trộn theo thức ăn. Nếu trộn theo thức ăn là nó bị quá liều ấy. Con ăn nhiều là dính nhiều đạn đấy. Kìa đó. Sạc. Để xúc đó. Xúc đều. Mắt hết rồi. Đều nhau. Cái này nuốt hết luôn. Anh mới to. Cái lưỡi hả? Một tí nữa.
cho cái hết đi. Đắng. Sôi quá thì mình nuốt. Ngọt leo nhảy ra hết mà. Nhảy hết leo rồi. Ngồi thế á? Mồm. Nó dính vào mép. Nó dính vào mép. Con nào chẳng hết. Sắc. Nào cái tiêu ấy gì? Kìa mà, con hát ra uống. Con đen này nó. Ui trời trời. Thế mà. Này đẹp chứ nhỉ? Đâu chăm gì vậy? Đâu chăm. Nhìn nó mở mắt thì nhìn nhiều hình trình trắng. Em cho chó mè xuống. Anh không cho chó mè nó sao nhấc ra được không? Này là để ngày 6 thôi. Đó không biết nữa nữa. Hả? Chửa uống sụn may. Nó còn gói sữa này. Làm bí mị rồi. Không phải sữa ngoài. Có sữa gì vậy? Năm trước là do mùa hè thì cũng tình yêu quá nên ngoài lại đây. Thuốc anh nhá. San Pet thuốc tẩy run trong thú y nhá. Vừa rẻ mà vừa hiệu quả. Bác chơi loại của nhập Pháp, nhập Mỹ cao siêu quá, kinh quá. Em thì chơi loại này thôi. Run sán ra hết. Mai thì ra cuộn như mì tôm nhá. Đó nhá. Thấy không? Còn đây nó phải lồng lên đây. Quay 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 cái mặt này. Đó. Đó. Thơm thơm. Đấy, bác còn mê quá đã. Đây là chất lượng nhá. Rất là ok nhá. Cái này mâm mũi gãy thêm nhỉ? Mũi rất là gãy. Toàn bộ là blue hết nhé, có một bé là bò sữa. Đầu khá là to. Đầu thủ khá là to. Cái mặt thì khá là ok luôn. Thôi. Đấy, làm chuyên nghiệp ấy. Đấy, thế à, các bác thấy không? Đây, cái bé vừa mới tẩy run nhé, vừa đang ăn nhé. Thấy không? Lần này cực kỳ là có triển vọng. Đấy, mặt bổ đôi nhé. Đều con tắt rồi. Con lạnh. Lạnh. Đấy nhá, dụng cụ tẩy run này. Đấy. Thuốc này. Đấy. Đấy, ok.